Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin siêu cướp ẩn mình sau vụ chuyến bay giải cứu. Theo thông tin từ người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, ông tướng Tô Ân Sô, thì tập đoàn Ma Cà Rồng đã thực hiện tổng cộng tới 2.000 chuyến bay giải cứu, thu lợi bất chính khoảng 4.000 tỷ đồng. Người dân bị mắc kẹt nơi xứ người bị tập đoàn này hút máu không thương tiếc và hiện nay tập đoàn này đang bị truy tố. Người dân bị hút mất 4.000 tỷ đồng giữa lúc khó khăn đại dịch. Bên bị hại là những chuyến bay giải cứu ước tính vào khoảng 200.000 người để có một chiếc vé một chiều về nước từ các nước trong khu vực Đông Nam Á như Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, thì du học sinh, người lao động Việt Nam phải trả từ 40 đến 50 triệu đồng. Còn vé về từ châu Âu, Mỹ, Canada, Úc và châu Phi là hàng trăm triệu đồng, chưa kể người dân cũng bị buộc phải chi trả các combo dịch vụ bắt buộc khác, với cái giá cắt cổ. Họ là nạn nhân của cuộc trấn lột, cưỡng bức, xâm hại, chiếm đoạt tiền bạc do chính bộ máy của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và thực hiện. Phiên tòa nào cũng cần phải có sự hiện diện của bị hại và bên bị hại phải được tòa đòi lại quyền lợi cho mình. Tuy nhiên, trong phiên tòa chuyến bay giải cứu, người bị hại bị đạp cho ra rìa. Vụ án đã điều tra xong, đã có kết luận nhưng trên hồ sơ không đề cập gì đến quyền lợi của bên bị hại. Tại phiên tòa cũng không ai đả động gì đến quyền lợi của bên bị hại. Tất cả 54 người bị truy tố gồm 21 cựu quan chức, viên chức cùng liên đới cấu kết đưa hối lộ, nhận hối lộ, ép buộc doanh nghiệp, môi giới, chạy án, vân vân. Những số tiền mà bị cáo nhận được chắc chắn là tiền của người bị hại. Những kẻ hút máu của đồng bào ấy phải nộp lại tiền. Đây là điều chắc chắn. Tuy nhiên, họ phải nộp vào ngân sách nhà nước, chứ không phải nộp tiền cho tòa để tòa trả lại cho người bị hại. Vậy thì rõ ràng là tập đoàn Ma Cà Rồng này hút máu dân, rồi nhà nước lại hút máu từ nhóm Ma Cà Rồng này. Rõ ràng cuối cùng thì người dân vẫn bị hút máu, mà kẻ hút máu ấy lại nhân danh công lý, nhân danh vì dân. Nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn hô hào họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng với hành động này, họ chính là kẻ cuối cùng hốt hết tiền từ túi của dân, thì khác nào họ là kẻ ăn cướp của kẻ ăn cướp. Đấy chính là thứ vì dân của Đảng. Vai trò người bị hại bị đạp ra rìa trong vụ đại án này. Được biết, trong 5 tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố trong vụ án chuyến bay giải cứu bao gồm đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lần lượt theo các điều số 354, 364, 365, 174 và 156 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017, thì không tội danh nào xác định những người mua vé của chuyến bay giải cứu là nạn nhân bị hại hay nguyên đơn dân sự. Do đó, 200.000 nạn nhân trong vụ án này không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Luật Việt Nam do những quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam làm ra, chứ chẳng có vị nào thực sự là đại diện cho dân để làm ra những thứ luật đó. Kẻ thừa hành và vận dụng pháp luật cũng là người của Đảng nên không thể vì dân. Làm luật và vận dụng luật là để hợp pháp hóa, để đem lại lợi ích cho Đảng và nhà nước. Vậy nên nhà nước có thể ăn hết những gì hút ra từ túi dân một cách hợp pháp. Đây chính là cách ăn cướp tinh vi nhất. Ăn cướp của kẻ ăn cướp rồi còn lại được tung ca ngợi vì công lý, vì một xã hội tốt đẹp. Nó thật là nực cười. Cả rừng bị cáo tại tòa, nhưng tòa lại không một lời nào đề cập đến quyền lợi của người bị hại. Trong luật đất đai có một câu mà chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam lồng vào để hợp thức hóa hành vi ăn cướp đối với đất đai của người dân, đó là đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Từ toàn dân được xem là điếm ngữ, bởi không có đối tượng cụ thể nào gọi là toàn dân cả. Ông toàn dân đấy ở đâu? Ông có số căn cước công dân hay không? Đối tượng toàn dân hoàn toàn không có tư cách pháp nhân. Nó được nặn ra để lấy tước lấy quyền sở hữu đất đai của người dân Việt Nam. Và vì thế, nhà nước muốn lấy đất khi nào, ở đâu là cứ lấy. Đó là nguồn gốc dẫn đến những trận cưỡng chế cướp đất của dân một cách trắng trợn. Họ đã hợp thức hóa hành động ăn cướp
bằng cách ma mãnh như thế đấy. Như vậy, trong các điều luật mà tòa vận dụng để mà xử vụ chuyến bay giải cứu, không có điều nào quy định về vai trò của người bị hại. Thế là tiền ăn cướp từ túi dân lại rơi vào túi nhà nước. Trong trường hợp này, nhà nước là siêu cướp, ẩn mình sau vụ chuyến bay giải cứu. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin siêu cướp ẩn mình sau vụ chuyến bay giải cứu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thời kỳ thanh trừng nhóm tạo phản giữa tập và tổng liên lạc với nhau liên tục. Phát hiện ra nhóm tạo phản là công lớn của Hoa Nam tỉnh báo cục, và một phần trong đó ông Trọng giao cho đơn vị bạn xử lý, dẫn đến kết quả thảm khốc. Đây là cách xử lý rất thẳng tay, mục đích của phương Bắc là nhắn nhủ với những người bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam rằng họ đã thọc tay rất sâu vào nội bộ của Đảng, và chính họ làm chủ cuộc chơi chứ không phải là Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng, tức là Tổng cục 2. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, quan chức Việt Nam bị chết bất thường rất nhiều. Điều đó cho thấy Việt Nam đang bị siết chặt vào vòng tay của ông bạn vàng phương Bắc. Đỉnh điểm là trước và sau Đại hội 12 của Trung Quốc mới can thiệp sâu, dòng Trọng muốn củng cố quyền lực trong đảng của mình. Sau khi tiết lộ về việc gián điệp Trung Quốc cài cắm, ông Trương Giang Long bị cho về hưu non. Hồi tháng 3 năm 2017, trên mạng xã hội xuất hiện một video clip dài gần 30 phút ghi lại lời phát biểu rất mạnh mẽ của Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Bối cảnh phát biểu là vào tháng 10 năm 2016, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng phát hiện ra nhóm tạo phản nhờ tình báo Trung Quốc. Trong clip đấy, ông Trương Giang Long nói rằng: "Chúng tôi nói với các đồng chí là bọn xấu nó cải cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo. Hồi xưa chỉ một vài người đã là nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ tôi thông báo với các đồng chí là nó đã có con số lên đến hàng trăm, mà hàng trăm không chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa, chứ không phải là trăm. Báo cho các đồng chí biết. Mà nếu chúng ta không phát hiện, không nghiêm trị, thì xin thưa với các đồng chí rằng đầu năm trong tổng kết hội nghị bảo vệ an ninh quốc gia thì cán bộ chủ chốt của chúng tôi được nghe đồng chí lãnh đạo cấp cao của ngành thông báo là chúng ta đang theo dõi, đang nắm bắt rất chắc, rất chặt chẽ những diễn biến của các phần tử cơ hội chính trị mà có mưu toan là móc ngoặc cấu kết với bên ngoài để lật đổ chống lại chế độ của chúng ta. Những bộ máy ấy làm người nổ cho các cuộc bạo loạn, cho các điểm nóng chính trị mà chúng ta, thưa các đồng chí, không thể xem thường và coi nhẹ." Trong giai đoạn thanh trừng nhóm tạo phản, ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình liên tục cử phái viên trao đổi tình hình. Sau khi clip này phát tán thì ông tướng Trương Giang Long bị cho về hưu non vào năm 2017. Lời ông Trương Giang Long là thật. Ông Trương Giang Long không nói ở cấp bộ chính trị và thậm chí trong tứ trụ. Ông Long chỉ nói đến những tổ chức cơ sở. Tuy nhiên, lời nói này cũng có thể làm cho chính ông Trọng cảm thấy nhột, nên ông Trương Giang Long đã buộc phải về hưu. Và từ đó cho đến nay, không một tướng tá nào dám hé răng về câu chuyện này. Giờ đây, những người bên trong chỉ có thể bí mật tìm thông tin ra ngoài và tuồn ra những tờ báo tự do lên tiếng thay cho họ mà thôi. Chiến thắng của Nguyễn Phú Trọng trước nhóm tạo phản phải trả giá bằng hết sức nặng nề của đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam bị thế lực bên ngoài can thiệp sâu và điều khiển rất mạnh. Được biết, trong giai đoạn từ Đại hội 12 đầu năm 2016 đến lúc hạ hoàn toàn nhóm tạo phản, thì giữa hai bên có 4 lần trao đổi. Cụ thể, lần thứ nhất vào ngày 29 tháng 1 năm 2016, ông Tập Cận Bình cử phái viên sang gặp Nguyễn Phú Trọng. Lần thứ nhì vào ngày 29 tháng 2 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng cử phái viên sang gặp Tập Cận Bình. Lần thứ ba vào ngày 30 tháng 10 năm 2017, ông Tập Cận Bình cử phái viên sang gặp Nguyễn Phú Trọng.
và lần thứ tư vào ngày 1 tháng 11 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng cử phái viên sang Trung Quốc. Thời ông Trọng làm là thời phương Bắc thọc tay vào Đảng Cộng sản Việt Nam sâu nhất. Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng làm cỏ xong, sự trao đổi phái viên cũng không cần thiết nữa, bởi trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay chưa nổi lên được nhóm tạo phản nào khác. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng từ bỏ quyền lực thì chắc chắn rằng sự phụ thuộc sâu vào Trung Quốc vẫn còn đó, không thoát ra được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thời kỳ thanh trừng nhóm tạo phản, giữa Tập và Tổng liên lạc nhau liên tục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.